Nơi đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể các bác chơi Euro trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 13 tháng 5, cũng là ngày thứ hai đầu tuần. Em xin gửi lời chúc đến toàn thể các bác chơi Euro trên miền Tổ quốc cùng gia đình có một tuần làm việc mới bình an, hạnh phúc, có nhiều niềm vui và rất thành công. Và hôm nay em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các bác một số chủ đề tổng hợp. Các ca sĩ chẳng hạn như là Chí Linh, Thanh Tuyền, rồi là Hương Lan, rồi là Tuấn Vũ, Duy Khánh nhé, đấy, Phượng Mai, Sơn Tuyền, những album tổng hợp đấy, để các bác chọn lựa. Thì em xin giới thiệu một thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, số điện thoại em là 0907 223 269. Các bác có thể liên hệ trực tiếp em qua hotline hoặc kết bạn Zalo em để tiện trao đổi. Và bên em bán thì bác nào mà chuyển đủ tiền thì shop sẽ bao ship, bán từ 3 cuốn trở lên nhé. Còn bác nào mà nhận hàng thanh toán thì cộng thêm 30.000 tiền ship giúp em. Còn bác nào mua từ 10 cuốn và chuyển đủ tiền thì shop cũng bao ship và tặng kèm một cuốn. Còn bác nào nhận hàng thanh toán thì cũng cộng thêm 30.000 tiền ship giúp em. Rồi, album thứ nhất là album của Thúy Nga đây, chuyến xe 3 người. Là trên phôi của Soli, của Soli tiếp 2 các nhé. Bằng tiếp 2 thì bên em bán đồng giá là 140.000, bằng tiếp 1 thì bên em bán với giá là 80.000 thôi. UX 80 phút này. Album này là gồm có Chí Linh này, Phượng Mai và Thanh Tuyền hát các nhé. Thì gồm có 12 bài hát ạ, 12 bài hát. Thứ nhất là Ngày Vui Qua Mau, Chiều Cuối Tuần, Chiều Biên Khu, Tình Vụ Cánh Bay, Tụi Chúng Mình Yêu Nhau, Giọt Lệ, Chuyến Xe Ba Người, Phố Đêm, Đắng Cay Cuộc Đời, Mưa Khuya, Lời Nữ Khách, Bông Cỏ Bay. Em âm bốn rất là hay đó nhé. Ra 140.000. Và đây cái phôi này là làm trên phôi cỏ TDK SR 70 phút cũng bằng tiếp 2 hết. Ra 140.000. Bác nào muốn quên nào thì chụp lại màn hình đấy để qua xem nhé. 140.000 như nhau hết. Tiếp đó là một cuốn Ngày Đó Xa Rồi của Chí Linh và Thanh Tuyền, làm trên cuốn UD tiếp 2 50 phút nhé. Cuốn này thì còn có những bài hát như là Người Trinh Nữ Tiên Thi, Thương Về Quán Trọ, Đôi Ngả Trên Đi, Ngày Đó Xa Rồi, Chuyện Một Chiếc Cầu Gãy, Đoạn Tái Bút, Bỏ Phố Lên Rừng, Lá Thư Đô Thị, Anh Hùng Trần Thế Vinh, Nét Buồn Thời Chiến. Cũng giá 140.000. Tiếp đến là album của cũng Chí Linh, Thanh Tuyền, album Đoạn Tuyệt, làm trên cuốn TDK 64 phút. Cũng rất là đẹp. Thì album này gồm 12 bài hát. Bài thứ nhất là Biển Tình, Lỡ Cuộc Tình Sầu, Biển Mặn, Cho Người Tình Lỡ, Nửa Đêm Nguyện Cầu, Chiếc Lá Cuối Cùng, Những Chiều Không Có Em, Tình Yêu Trở Lại Trăng Sao, Đoạn Tuyệt, Tâm Sự Của Em, Này Kẻ Đang Trinh, Nếu Một Ngày. Cũng có giá là 140.000. Tiếp đến là cuốn là Áo Người Trinh Lữ, Chí Linh, Hương Lan, làm trên cuốn Soli. Soli cuốn này rất là độc lạ đây, 74 phút này. Album này cũng gồm có 12 bài hát như là Căn Nhà Màu Tím, Chủ Nhật Buồn, Nối Về Đất Mẹ, Đẹp Lòng Người Yêu, Áo Đẹp Nàng Dâu, Thị Trấn Về Đêm, Ước Mộng Đôi Ta, Hoa Sứ Nhà Nàng, Phố Vắng Em Rồi, Thư Cho Vợ Hiền, Hai Đứa Giận Nhau, Khu Phố Ngày Xưa. Cũng là 140.000. Tiếp đến là một cuốn Nói Với Người Tình của Chí Linh và Thanh Tuyền, làm trên cuốn US2 70 phút nhé. Này gồm có 12 bài hát như là Vọng Gác Đêm Sương, Sương Trắng Miền Quê Ngoại, Giấc Mơ Địa Đàng, Vùng Lá Me Bay, Trong Tầm Mắt Đời, Nhớ Người Yêu, Nói Với Người Tình, Buồn Chi Em Ơi,
mưa rừng, áo em chưa mặc một lần, xin làm người xa lạ tâm sự của em. Có giá 140.000. Tiếp đến là một cuốn là Ngày Xưa Em Nói, Chế Linh này, Duy Khánh này, Hương Lan, Thanh Tuyền hát nhé. Toàn cây đa cổ thụ thôi. Ngày Xưa Em Nói là cái cuốn UD2 60 phút này. Em bu này gồm những bài hát sau, gồm có 10 bài hát. Đây là Người Đầu Gió này, Non Nước Ngàn Dặm Ra Đi này, Xin Cho Sống Lại này, Tiếng Còi Trong Sương Đêm này, Trăng Phương Lam này, Ngày Xưa Anh Nói này, Hoa Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím này, Mùa Đông Của Anh này, Gió Chuyển Mùa này, Đêm Hỏa Châu này. Đây băng tiếp 2 cũng có giá là 140.000. Đấy. Tiếp đến là một cuốn là Chuyến Tàu Hoàng Hôn này. Đấy. Cũng gồm nhiều ca sĩ hát, là những cuốn băng 46 phút tiếp 2 nhé, của Soli. Đấy. Em bộ này gồm có 8 bài hát như là Hương Tình Cũ, Mảnh Tình Thương Như Quỳnh này, Có Hai Đứa Mình này, Mai Thiên Vân này, Có Thế Thôi này, Chế Ninh này, Đôi Ngả Chia Ly, Thanh Tuyền này, Tình Yêu Trả Lại, Trăng Sao này, Hương Lan này, Buồn Trong Kỷ Niệm này, Hồng Nhung này, Chuyến Tàu Hoàng Hôn này, Hoàng Oanh này. Lại có giá 140.000. Tiếp đến là một cuốn Duy Khánh Chế Linh Tuấn Vũ hát này, Biết Kinh Kỳ này, làm trên cuốn 50 phút này, UD 50 phút này, ba giọng ca vàng rồi, có tên tuổi rồi, Trường Cũ Tình Xưa này, Tình Đời Tay Trắng này, Buồn Trong Kỷ Niệm này, Biệt Kinh Kỳ này, Hàng Mật Tử này, Vọng Gác Đêm Sương này, Nhạt Lắng này, Nhớ Người Yêu này, Nhớ Nhớ Thành Đô này, Thoái Đời này, Quán Nửa Khuya này. Giá 140.000. Tiếp đến là một cuốn của Chế Linh và Tuấn Vũ hát này, Vùng Trước Mặt này. Đây là băng tiếp 2 này, băng Maxell cửa Ovan lớn này, UD 254 phút này, mà rất đẹp màu xám nhé. Cuốn này còn có những bài hát sau: Lời Người Lính Xa Xôi này, Tình Bạn Quang Trung này, Bạc Màu Áo Trận này, Thành Phố Mưa Bay này, Vùng Trước Mặt này, Kỷ Niệm Một Mùa Mưa này, Thư Cho Vợ Hiền này, Như Một Cơn Mê này, Về Miền Tây này, Xót Xa. Đấy. Giá có 140.000. Tiếp đến là một cuốn của Gợi Nhớ Tình Xưa này, của Thanh Tuyền và Hương Lan. Là trên cuốn băng tiếp 2 54 phút này. Đấy, Gợi Nhớ Tình Xưa này. Cái bộ này có những bài hát như là Tiếng Hát Là Em Còn Đâu này, Gợi Nhớ Tình Xưa này, Tơ Hồng này, Lối Thu Xưa này, Gặp Nhau này, Con Sáo Sậu này, Chiều Về Trên Sông này, Bướm Tóc Mạ Lon này, Chiếc Áo Quê Hương này, Bướm Trắng này. Giá 140.000. Tiếp đến là cuốn Song Ca có Phượng Mai và Tuấn Vũ này, là trên cuốn băng tiếp 1 54 phút này, có giá là 80.000, băng giáp thương hiệu của Mỹ, rất là đẹp nhé. Cái mùa này gồm những bài hát như là Hỏi Anh Hỏi Em này, Cô Hàng Xóm này, Nhạt Lắng này, Gặp Nhau Làm Ngơ này, Dấu Chân Kỷ Niệm này, Tuyết Trắng này, Biển Dâu này, Lính Nghĩ Gì này, Tình Đời này, Chuyện Người Đan Áo này. Cái này có giá là 80.000. Tiếp đến là một cuốn có Tuấn Vũ và Vũ và gì đây, Thiên Trang đó nhé, cũng Thiên Trang Đam Mê, làm trên cuốn Suli UX 54 phút nhé. Cuốn này cũng có giá 140.000. Em bộ này gồm có những bài hát sau như là Nếu Tôi Đưa Em Về này, Sầu Lẻ Bóng này, Những Đêm Chờ Sáng này, Huế Xưa này, Đam Mê này, Hai Mùa Mưa này, Trăm Nhớ Ngàn Thương này, Sài Gòn Thứ Bảy này, Mưa Đêm Ngoại Ô này, Giả Từ Đêm Mưa.
cũng giá 140.000. Cuốn cuối cùng là cuốn Đò Chiều, Xuân Tuyền và Tuấn Vũ Hát. Đấy. Làm trên cuốn này là cuốn Soli Quick 54 phút nhé. Đấy. Băng tiếp 2. Cái cuốn này còn có 10 bài hát như là Đò Chiều này, Những Đồi Hoa Sim này, Kiếp Nghèo này, Phố Đêm này, Ngại Ngùng này, Người Ngoài Phố này, Xóm Đêm này, Kể Chuyện Trong Đêm này, Tình Khúc Chiều Mưa này, Yêu Một Mình. Đấy. Cuốn này cũng có giá là 140.000. Thì bác nào có nhu cầu mua cuốn nào thì chụp lại hoặc ghi cái tên chủ đề lại giúp em để em kiểm tra nhé. Đấy. Chính đăng lại là bác nào mua từ 3 cuốn và chuyển đủ tiền để sắp xếp bao ship, còn bác nào nhận hàng thanh toán thì cộng thêm 30.000 giúp em. Còn bác nào mua từ 10 cuốn trở nên thì shop sẽ tặng kèm một cuốn và cũng bao ship cho bác nào chuyển đủ tiền, còn bác nào nhận hàng thanh toán thì cộng thêm 30.000 tiền giúp em. Rồi, em xin phép được dừng video tại đây. Số điện thoại ông để em tiêu được của video 0907-232-9. Có thể để trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em đều được. Em cảm ơn các bạn đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các video sau ạ.